nhà nước không có tiền di dời trạm thu phí Cai Lậy Tiền Giang. Nếu di dời trạm thu phí Cai Lậy Tiền Giang thì nhà nước phải mua lại dự án của nhà đầu tư, nhưng ngân sách hạn hẹp, không có tiền làm việc này. Bộ Giao thông Vận tải cho biết như vậy trong văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh về trạm thu phí BOT Cai Lậy. Bộ Giao thông Vận tải nói rõ, nếu mở rộng quốc lộ 1 qua khu đông dân cư thì tốc độ khai thác chỉ được 60 km/h, còn tuyến tránh có tốc độ 80 km/h. Hơn nữa, nếu chỉ mở rộng quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy, tất cả xe cộ đi trên quốc lộ 1 sẽ phải mất phí, tổng chi phí người dân phải trả lớn hơn. Vì vậy, chỉ còn phương án đầu tư tuyến tránh và phương án đầu tư tuyến tránh kết hợp cải tạo mặt đường quốc lộ 1 đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1. Trong đó, phương án đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 sẽ đảm bảo thời gian hoàn vốn và hiệu quả tài chính dự án. Mặt quốc lộ 1 được cải tạo tăng cường giảm ùn tắc tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy do lượng xe được phân bổ cho cả tuyến tránh và quốc lộ 1. Do vậy, tỉnh Tiền Giang đã thống nhất bằng văn bản về phương án đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 khi thực hiện dự án cải tạo tăng cường mặt đường 26,4 km quốc lộ 1 qua Tiền Giang với tổng mức đầu tư 1.398 tỷ đồng. Nhà đầu tư đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy đã thực hiện theo phương án này. Trước những phản ánh của người dân, Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc giảm giá dịch vụ nói chung và miễn giảm giá dịch vụ cho người dân lân cận trạm thu phí đang được Bộ làm việc với chủ đầu tư và đề xuất từ địa phương. Về kiến nghị di rời trạm thu phí BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng nếu di rời trạm thì nhà nước phải mua lại dự án của nhà đầu tư, nhưng hiện nay ngân sách nhà nước hạn hẹp, không có tiền làm việc này.